Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ thực hiện chức năng thay đổi mật khẩu của admin ha. Thì bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình cái menu. Ở đây mình sẽ để là đăng xuất và gì thay đổi mật khẩu ha. Nếu mà có gì có đăng ký rồi hoặc đăng nhập rồi thay đổi mật khẩu. Khẩu đi. Rồi. Thì đây sẽ index.php quản lý bằng là thay đổi mật khẩu ha. Ở đây phần main này mình sẽ ghi là thay đổi mật khẩu .php ha. Rồi thì ở cái thay đổi mật khẩu này bây giờ các bạn sẽ xuống phần main cho mình elif thay đổi mật khẩu. Ở đây mình sẽ là file, mình gọi file là thay đổi ha. Thay đổi mật khẩu .php. Đây. Đổi mật khẩu. Đây, bây giờ mình sẽ thử refresh. Đổi mật khẩu nè. Ở đây thì nó hơi ngắn, các bạn sẽ chỉnh lại cho mình cái menu này. List menu này chiều dài của nó là giờ dài ra tí xíu ha, 70 thì nằm ở style 59 ha, style nè, hàng số 59. Rồi bây giờ các bạn đổi lại cho mình là 70 ha. Control F5 ha các bạn. Đó. Thay đổi mật khẩu. Rồi, đổi mật khẩu thì cái việc đổi mật khẩu mình sẽ cho một cái mình mở login lên các bạn. Nào, login lên. Các bạn sẽ copy cho mình từ cái form login này. Bát ra thay đổi mật khẩu ha. Mật khẩu cũ, đây mình ghi là mật khẩu cũ. Đây là mình ghi là mật khẩu mới đi. Rồi. Ở đây mình sẽ tạm thời mình cho kiểu test đi ha, để mình show ra cái mật khẩu để mình xem cho nó dễ. Password cũ. Và đây là password mới. Rồi. Ở đây mình sẽ là đổi đổi mật khẩu. Rồi. Bây giờ đây mình sẽ bỏ cái form đây ha. Đổi mật khẩu admin. Rồi ha. Sau khi sai xong thì mình reset lại. Rồi, nó sẽ như thế này. Bây giờ các bạn sẽ qua trang login, các bạn copy cho mình cái dòng code này luôn ha. Thì việc đổi mật khẩu các bạn không cần session nữa ha, tại vì nó gọi từ trang net mà trang net mình đã gì, mình đã gọi session rồi, mình không cần session nữa ha. Rồi, mình sẽ gì include cái file config vào. À, file config mình không cần luôn, tại vì index này nó đã gì gọi luôn file config rồi ha. Rồi, nếu dollar post thì các bạn đổi mật khẩu nè. Thì mình sẽ lấy tài khoản username nè, sau đó là mình sẽ copy hai cái này là ở đây là mật khẩu cũ mình và mật khẩu mới ha. Mình sẽ đem so sánh hai thứ, là mật khẩu cũ mình sẽ so sánh với password cũ nè, và đây là password mới nè ha. Đầu tiên mình sẽ MySQL nè, username ha, tài khoản thì không thay đổi nè, password thì mình sẽ so sánh với password cũ limit 1 thôi. Row MySQL EU gì đó cao rồi. Nếu mà gì tài khoản và mật khẩu mà các bạn đánh vô chung với tài khoản và mật khẩu của gì của cái tài khoản mà các bạn muốn thay đổi á, thì mình sẽ thực hiện tiếp. Nếu mà trùng nè, nếu lớn hơn không nè ha, thì mình sẽ đặt là session đăng nhập bằng bằng gì ở đây mình sẽ để là đăng ký ha, đăng ký đó. Nó giống như cái đăng nhập bên này thôi các bạn. À, giống như này, bên này mình sẽ copy cái à không, không đặt session ha, mình mới đổi thôi chứ chưa đặt session làm gì. Nếu bằng còn eo, nếu mà không bằng thì mình sẽ là tài khoản hoặc mật khẩu cũ không đúng, vui lòng nhập lại ha. Mình sẽ trở về cái trang này ha, không trở về tại vì mình mặc định mình ở trang này ha. Rồi tiếp tục. Nếu mà lớn hơn thì mình chỉ việc là update ha, MySQL update sẽ bằng là gì, MySQL y ha,
mình ghi cho đây luôn, Ukuri SQL y. Rồi cho cái câu lệnh mà SQL vào là update into update into đúng không ta? Để mình mở trang xử lý lên coi lại update ha. À update set bằng bằng rồi update tabular admin, mình sẽ set cho username sẽ bằng cái tài khoản cũ ha, tài khoản cũ chứ không có gì cả ha, không nó không có thay đổi, bằng tài khoản. Rồi và gì các bạn, password đúng không, và cái cột password sẽ bằng password mới ha, mật khẩu mới, khẩu mới. Rồi ok, where à mình where chứ, điều kiện chứ ha, mình sẽ có điều kiện, điều kiện là username và password bằng tài khoản mà password cũ. À không cần các bạn, tại vì mình set ở trên đây rồi ha, set cái gì, set cái bằng ở trên đây rồi ha, mình không cần where, không cần where làm gì nữa ha. Rồi ok, sẽ mình sẽ cho một cái thẻ be đây đi, thay vì cái đoạn script đi các bạn. Rồi style color bằng green, ở đây là mình sẽ cho là red chứ ha, red. Rồi green ở đây là tài khoản và mật khẩu, mật khẩu đã thay đổi ha, đã được thay đổi. Rồi ok, em đi năm hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử thay đổi mật khẩu ha, 11 à đây chấm phẩy ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập tài khoản là tài khoản của admin là hiếu admin, à xin lỗi bạn ha, tài khoản mình muốn thay đổi là tài khoản của đăng ký ha, tài khoản đăng ký này, nên mình đổi lại table thôi các bạn, quên mất chứ không phải là admin ha. Đăng ký là mình sẽ đổi là email, mình sẽ nhập email chứ, email ha, thay đổi nè, test tài khoản bằng email. Rồi bằng email thì bằng tài khoản và password, bất trường mật khẩu chứ không phải bắt buộc ha, mật khẩu. Rồi ở đây mình sẽ email và mật khẩu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ điền là ở đây nè, mình sẽ lấy một cái gì, một cái user thôi, tại vì nhiều cái user trùng nhau thì nó update sợ bị lỗi các bạn ha. Xóa. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho email. Mật khẩu là 123456789. Bây giờ mình thử không trùng đi ha. Rồi mật khẩu mới. Thay đổi. Ok, tài khoản và mật khẩu bị sai vô lòng nhập lại nè. Dòng 3 đổi mật khẩu email. Post email. Ủa? Không xác định được email bằng tài khoản. Không xác định được biến email trên dòng 3. Đó mật khẩu. Rồi ok ha. Đó. Bây giờ mình sẽ, nãy mình chưa refresh đó, cho nên là nó không có xác định được email ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổi lại mật đúng nè, là 123456789 ha. Rồi mình đổi lại mật khẩu là admin đi. Rồi thì bây giờ là mã hóa nó là số 25F nè ha, mã hóa như thế này. Bây giờ mình sẽ thử đổi. Đổi ok,
đã được thay đổi. Thì bây giờ mình sẽ duyệt lại xem. Đó. Mật khẩu mới. Mình đổi lại đi ha, thử như là 123456789 ha. Admin 123 đi, đổi mật khẩu. À, mật khẩu cũ không đúng là mình đã đổi rồi các bạn. Ví dụ như mình đã, admin 123456789 ha, mình đổi lại 123456789, đổi mật khẩu cũ không đúng. Chẳng lẽ là 123456789 ta. Admin, rồi. Cũ không đúng. Cái trường email của mình đang bị lỗi nè. Bây giờ mình sẽ set lại cái email cũ ha. Email tự nhiên nó bị lỗi ta. Rồi. Email tài khoản Dollar Post email name bằng email. Email đúng rồi mà sao where email set email à. Cái này nếu ví dụ như đúng mình không có set email các bạn, mình chỉ set mật khẩu thôi. Nào, email mình vẫn để nguyên. Email mình vẫn để nguyên các bạn, vẫn để nguyên. Vẫn để nguyên ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm lại. Email 123456789. Admin. Đổi. Ok, đã mật khẩu thành công ha. Ok, đây là mật khẩu giờ là admin nè. Khẩu cũ là admin, đổi lại 123456789. Rồi. Ok, đã thay đổi ha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này đi. Rồi, ok.